Chào quý vị và các bạn, hôm nay là cửa hàng Bảo Trâm giới thiệu quý vị các bạn, đây là cái chiếc xe nâng bàn Nhật bãi, hoàn toàn bằng tay hết nha các bạn. Thì cái chiếc xe nâng này là nó bà 350 kg, và cái kích cỡ nó nâng cao được 1m3, nó hơi đặc biệt các bạn. Đây, tải trọng 350 kg, và nó hàng Nhật thiết kế dư, mình có thể mình nâng 450 kg vẫn thường xuyên, vẫn bền, vẫn tốt. Thì đó, đây là chiếc xe nâng bàn Nhật bãi 350 kg, ở đây là 2 chữ X, và cái mặt nó là đây các bạn. Đây, nó sản xuất tháng 9 năm 1990 đó, đây là cái hiệu này của Nhật đó. Và ở đây thì cái con đội của nó nằm đứng, bây giờ nó căng cao tối đa mình bao nhiêu thì bây giờ ở đây là các bạn thấy không, là 1m260 đó. Và cái chiếc xe này thì 4 cái bánh xe nó ngon lành các bạn, đẩy tới đẩy lui này kia là ngon lành ha. À, cao su là bọc vô ôm cái phần kim loại rất là tốt, không có vấn đề gì nhé. À, này cái đi đường phẳng bê tông nhựa, chứ còn đi cái đường mà gồ ghề thì là không đi được. À, rồi bây giờ mình hạ nó xuống thấp hết ga cho các bạn coi này nha. Đó, nó các bạn gạt cái tay này nè, đó nó sẽ xuống này nọ rồi đó. Thì cái này kia các bạn hạ xuống thấp hết ga thì nó cách mặt đất là 3,5 tấc các bạn, 3,5 tấc. Còn cái kích cỡ của cái bàn của nó là dài của nó là 900, dài 900 và rộng của nó là 600, nó rộng là 600 ha. Và nó cái tay đẩy của nó là cao của nó là khoảng 1m1, à không, khoảng 950, 970 gì đó. Và cái chiều dài của cả xe của nó là nó tầm khoảng là 1m. Thì khi mà mình vận chuyển đi xa thì mình sẽ tháo cái tay đẩy này ra, mình xếp gọn nó lại, thì các bạn dặn cho xe các bạn tháo tay đẩy lại rất là đơn giản, không có gì hết cả. Thì cái này chiếc xe này mà rồi bây giờ mình bơm lên cho các bạn coi nha. Thì cái tay đẩy nó mình buông ra nó nằm về rồi, về thì mình cứ bơm lên thôi. Đây là cái chiếc xe nâng Nhật bãi 350 kg, cao là 1m3, 2 chữ X, bánh xe này kia ngon lành, sản xuất năm 90. Và cái con đội của nó là cái kiểu của nó nằm đứng, nó không có giống như là cái chiếc xe kiểu khác là cái bích tông nó nằm nghiêng, nó nằm nghiêng. Thì cái này nó giống như cái con đội bình thường của mình thôi, nó đội lên 1m3, cao 1m3. Rồi để mình chỉ cho các bạn những cái vấn đề khi cái con đội nó nằm đứng như thế này. Rồi đó, đặt ra 1m3 các bạn ha. Đây là nó gồm có 2 cái chữ X, các bạn thấy không, đây là 1 chữ X nè, đây là 1 chữ X nè, trên này 1 chữ X tiếp theo nối tiếp nhau. Rồi thì cái con đội của cái này nè, nó nằm đứng nè, các bạn thấy không, con đội nó nằm đứng nè, và nó qua cái hệ thống tay đòn thì nó mới giống như con đội kia, là nó mới đạp xuống. Thì khi mà cái 2 cái chữ X như này, con đội nó nằm đứng, cái này là cái con lăng nè, lên gao hết ga cách ngoài đầu mới tắt, bên này nó cũng có cách ngoài đầu mới tắt, trên này cũng vậy, cách ngoài đầu máy tắt. Nó không giống như là cái kiểu xe nâng mà cái gối độ nó cố định và cái bích tông đẩy nó nằm nghiêng. Thì đấy mình chỉ cho các bạn coi nhé. Đây là cái xe nâng mà cái con đội nó nằm nghiêng, thì các bạn thấy cái kích cỡ bích tông nó cũng lớn hơn, là nó cần cái lực lớn hơn. Và đây là 1 chữ X, và khi các bạn nâng cái gối này là cố định này, và thấy các bạn thấy nâng lên hết ga thì con lăng nó nằm đây, cách ngoài đầu máy tắt 5-6 tấc. Khi các bạn chất hàng hóa mà chất tập trung ngoài này là nó gục các bạn, và các bạn chất hàng hóa các bạn chất trên khu vực 2 chỗ 2 con lăng này, ở đây cũng là gối đỡ cái độ cố định nó, cho nên đó là cái nhược điểm của cái chiếc xe mà 1 cái chữ X và cái con lăng nó đẩy nằm nghiêng. Và đó, cái bàn của nó là các bạn là dồn, không dồn tải về phía này thì tốt, chứ còn tải mà dồn về phía này mà phía này không có là không được, là cái bàn nó đi gục liền. Đó là kết cấu của chiếc xe 1 chữ X của đội cố định và cái bích tông đẩy nằm nghiêng. Còn cái con chiếc xe này thì đó, mình nói rồi là cái bích tông đẩy của nó là nó nằm đứng, cho nên kích cỡ nó nhỏ hơn cái lực đẩy đó. Rồi cái tải trọng này các bạn có thể chất đều lên cái bề mặt bàn hết, không sợ cái mặt bàn nó bị cục, bị đẩy, bị cong cúp xuống. Bên này cũng vậy đó, rồi cái lực nó nhỏ hơn, cái bích tông nó đẩy thì cái lực nó nhỏ hơn. Đó là mình giới thiệu là 2 chữ X, bê tông kiểu nằm đứng, còn kia bê tông kiểu nằm nghiêng, nó khác nhau là như vậy. Thì ở đây thì hàng Nhật bãi thì mình có các bánh xe dự phòng khi bán cho các bạn về xài. Ford Fit này kia mình có sửa chữa luôn, Ford Fit này kia mình có thay. Thì thường ở đây có Ford thì có 2 cái thôi, một là Ford ngay chỗ này,
nó bằng cao su. Hai là cái phốt ngay chỗ này, cái phốt nhỏ hơn thì ít hư, nó nhanh hư hơn là cái phốt bự này. Đó, dù ngoài ra là đây là cái cửa hàng của mình, là các bạn này bán xe dự phòng nè. Bạn hư đừng có phốt bán xe thay cho bạn về ắc quy, đồ sạc rồi đây nè. Đó là đồ đạc của mình đây nè. Phía này rồi cả cái kho phía sau nữa. Thì cái kho ở đây cách đây 300 mét để hàng quá đây để mình nè các bạn. Xe nâng tay. Nhà này nó nè. Giới thiệu với các bạn đây là các khách hàng quá cái chiếc xe này mới về nha.